Tiền cho anh. Nên, tao không cần tiền, tao chỉ muốn mày cút khỏi chỗ này. Ủa, anh nói sao? Nói như vậy mày cũng không hiểu hả? Tao không muốn mày lãng vảng ở chỗ này, tao muốn mày cút về Sài Gòn càng nhanh càng tốt. Tôi nghĩ là chắc anh lẫn lộn tôi với ai rồi đó. Tôi ở lại đây đâu có phiền hà, đâu có làm hại ai đâu. Tôi chỉ lưu lại đây để tìm người quen thôi. Ở đây không có ai là người quen của mày. Cô ấy không có mặt ở chỗ này, cút đi thằng nhóc. Ủa, sao anh biết tôi cần tìm cô gái? Thì mày là đàn ông con trai, đi tìm là tìm con gái chứ đáng lẽ tìm con trai nữa hả? Thật ra anh là ai? Anh theo dõi tôi đúng không? Anh biết cô ấy ở đâu đúng không? Hả? Tao không biết, tao không biết, tao không biết gì hết. Mày biết gì vậy? Ăn cướp, cứu tôi với, ăn cướp đó, ăn cướp đó, cứu tôi với. Nó kìa. Trời đất ơi thằng quỷ. Mày với mày làm ăn cái gì vậy hả? Tự nhiên khi không đi thành công người ta là sao? Nói biết bao nhiêu lần rồi. Dạ anh Sáu, có hiểu lầm gì không chứ thằng Đạt nó không phải là người vậy đâu. Dạ nó chỉ giỡn thôi chứ nó không có cướp giật gì của ai hết anh à. Người ta đòi thưa nói về tội hành hung. Trời ơi. Như vậy. À, anh Sáu ơi, chắc là nhầm lẫn gì đó. Thằng Đạt nó không phải là người vậy đâu anh. Dạ không ấy, anh cho em gặp cái người đó đi. Em năn nỉ người ta để người ta thả nó ra anh ơi. Tôi nghĩ là anh ta không có ý trấn lột hay là cướp giật gì tôi đâu. Có thể là anh ta lẫn lộn tôi với ai đó. Dạ. Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép về. Dạ, chào mấy anh. Anh Tư Khải. Anh Mạnh. Ủa, anh hả? Anh này là bạn của anh à? À đúng rồi, bạn em. À thì để nó giỡn với anh thôi đúng không? À. Trời ơi hèn chứ. Anh Sáu ơi, anh chỉ là quen biết hết anh Sáu. Đúng là đánh nhau rồi mới nhận nhau là anh em anh ha. Em cũng thay mặt thằng quỷ này xin lỗi anh. Coi nó vậy chứ to xác chứ ngu như bò vậy đó. Nhìn tao cái gì? Rót rượu mà anh Khải đi. Thôi 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 thôi. Anh em mà lỗi phải gì? Thì ra cái người mà tôi gặp hôm trước là Tuyết Anh à.
Nói mà anh không tin chứ Tuyết Anh giống y chang như là Đan Như, người yêu của tôi vậy. Trời, trời. Nếu như có dịp mà các anh gặp Đan Như, chắc chắn là các anh cũng sẽ ngỡ ngàng giống như tôi gặp Tuyết Anh vậy. Nhìn cái hình trong bóp là tôi biết liền mà. Bởi vậy tôi mới tưởng... Tưởng tôi là người yêu của Tuyết Anh, xuống đây tìm cổ chứ gì. Thì đó, tôi cứ nghĩ vậy. Cho nên cái lúc mà thấy bạn tôi đau khổ á, tôi mới nghĩ ra kế rồi, tìm cách đuổi anh đi á. Ghê. Mày hay quá ha. Mày lớn rồi, mày làm gì phải biết suy nghĩ chứ. Cũng mày là anh Khải đây ha, gặp người khác mày ở tù chắc luôn á. Thôi thôi, đừng nhắc chuyện cũ nữa. À, sẵn đây tôi cũng cảm ơn anh Đạt đã lượm và trả lại cho tôi cái bóp. Mày thấy chưa? Không ấy, hai đứa mình huề nha. Vậy coi như là ba anh em mình xí xóa hết nha. Vậy thì cũng ly đi. Ủa? À, ăn đi anh, ăn đi. Xỉ. Ủa? Tuyết Anh đâu rồi? À, Tuyết Anh ra tiệm làm thêm rồi. Hôm nay có hàng về nhiều cho nên là làm cho xong đó anh. Tôi cũng muốn gặp Tuyết Anh một lần để nói lời xin lỗi. Chắc tôi cũng vô tình làm cho cô ấy ái ngại ha. Không cần đâu. Tuyết Anh á, bà vô tư lắm, không có đê bụng đâu. Đúng rồi. Ờ, à, đúng rồi. Anh yên tâm đi. Thôi mình vô đi. Anh về Sài Gòn mạnh khỏe nha, khi nào rảnh xuống chơi. Ờ, cho tôi đi nha, cảm ơn hai bạn. Trời ơi, cái gì mà cảm ơn hoài, mình là bạn mà, không có cảm ơn nữa. Xe tới kìa, xe tới kìa. Quê. Ờ, thôi tôi đi nha. Ờ. Cho tôi gửi lời thăm với lại gửi lời tôi xin lỗi của tôi tới Tuyết Anh nha. Ờ, chúc anh thuận lợi bình an nha. Đừng có lo mấy chuyện đó nữa, yên tâm. Lên xe đi. Ờ, thôi tôi đi nha. Ờ. Về luôn, đừng có quay lại nha. Đừng xuống nữa nghe, đừng rớt bóp nữa nghe. Khi nào rảnh xuống chơi nha anh Khải. Nhìn tao gì? Quân tử quá. Khi nào rảnh xuống chơi nha. Mày thề đi, mày thề mày nói câu đó mày không sợ trong lòng mày đi. Sợ gì mà sợ, chứ tao nói ảnh khi nào anh rảnh thuận tiện anh xuống chơi với mình. Trời ơi, mày không thấy hả? Mày không thấy chả hả? Nhìn trời Tuyết Anh chầm chầm luôn. Về rồi mà vẫn còn ngóng trông nữa. Kiểu này là chắc chắn là có vấn đề. Thôi đi, người ta có người yêu rồi, cho nội. Mệt ghê. Ai biết được, ai trong một ngó người này nhớ người kia thì sao? Mày hay vô ha, mày làm như mày là hả, quân sư tình yêu không bằng vậy. Tao thích nói gì đó, cái kiểu mày á, là chữ là ngu chứ không ai khen mày khôn. Mày đi đó. Mày nói, mày sao? Mày nói ai trong cục hả? Mày ngu thì có, mày ngu quá, mày ngu quá. Alo. Alo. Anh hả? Em nhớ anh quá. Anh về chưa? Anh đang về. Vậy em về liền nha. Về liền đón em đi ăn nha. Rồi sẵn á, tối mình đi vũ trường luôn. Mà nói nghe nè, em có mua quà cho anh á. Bảo đảm anh sẽ bất ngờ cho coi. Về liền nghe. Anh ăn bữa. Ừ, cảm ơn em. Em nè. Ừ. Sáng nay anh Khải về Sài Gòn rồi. Ừ, vậy hả anh? Anh nói là anh tính gặp em để xin lỗi cái gì á. Anh đâu có lỗi gì với em đâu mà xin. Trời ơi. Người thành phố người ta khách sáo vậy đó. Mở miệng ra là cảm ơn, mở miệng ra là xin lỗi. Không có chân chất thật thà như người dưới mình đâu. Mà đừng bận tâm. Em đâu có bận tâm gì đâu. Tại anh thấy tính tình anh Khải dễ mến. Chắc là anh không có chấp dứt hay là câu nệ đâu ha. Ờ. Mà ổng nói chứ còn bồ ổng á, giống y chang bà luôn á. Em có nhìn thấy hình ở trong bóp của anh mà giống thiệt. Ê, có khi nào nó xịa người này qua người kia không ta? Anh nói vậy là sao? Thôi đi, ăn nó tầm xàm ba láp không à. Cắm miệng nó đi.
Tiệm hôm nay làm đăng chứ em hả? À, dạ cũng được. Nè, anh ăn bưởi. Sao hôm nay tự nhiên bà mua bưởi ăn à? Hèn chua hả? Tự nhiên hôm nay em thấy muốn ăn bưởi. Trong miếng bưởi có sâu hay sao mà tập trung dữ vậy? Đâu có đâu. Ăn đi nó nhiều quá. Dạ. Con chào bác. Ba chưa ngủ hả ba? Ba có ý chàng hai đứa. Hả? Chờ tụi con hả? Chuyện này ba đã suy nghĩ kỹ và cân nhắc trước khi đem ra bàn với tụi con. Ba nghĩ là đã đến lúc con và Đăng Như nên nghĩ tới chuyện cưới hôn. Hả? Cưới hả ba? Ba nghĩ là con với anh Tuấn Hải nên cưới nhau hả ba? Đúng. Chuyện này nên xúc tiến càng nhanh càng tốt. Ba thấy là mình không nên vì công việc mà không nghĩ tới chuyện hạnh phúc của con. Dạ, con cảm ơn ba. Chuyện công ty ba đã thu xếp để con không bận bịu mà toàn tâm toàn ý lo cho chuyện đám cưới. Dạ. Con thấy thoải mái không? Thoải mái lắm ba. Vậy ý Tuấn Khải thế nào? Dạ, con cảm ơn ba. Ông biết tính thiệt hả? Có gì không ổn sao? Không có gì, đó là chuyện mừng mà. Nhưng còn Đăng Như có đồng ý không? Nó rất vui mừng và đồng ý liền. Không như mấy lần trước, cứ đắn đo do dự. Tôi nghĩ là đã tới lúc phải chuẩn bị việc hôn nhân cho Đăng Như rồi. Con quỷ này, dĩ nhiên nó sẽ mừng nhảy cỡn lên chứ. Không khéo nó sẽ làm lộ chuyện của mình thì chết. Vậy còn Tuấn Khải? Dĩ nhiên là nó ok. Vì nó có ý chờ Đăng Như gật đầu lâu nay mà. Vậy thì tốt quá. Không chừng á, sang năm anh có cháu ngoại đi bồng rồi. Chắc lúc đó vui nhà vui cửa lắm ha.
có thay đổi cách tính toán một chút là phù hợp. Theo anh thì Thiên Bảo có được nắm quyền nhiều hơn không? Anh nghĩ là không. Vì lão Hải Minh rất cáo già, động thái của hắn ta thì tùy cơ ứng biến. Anh đã tiến hành thủ tục thành lập công ty mới chưa? Khi công ty bắt đầu hoạt động thì chúng ta bắt đầu kế hoạch của mình. Thiên Bảo lúc này thế nào? Dạ, nó cũng đã tập trung vô công việc và ít đi chơi và bớt qua lại với con nhỏ đó rồi. Thanh niên nên xem sự nghiệp làm trọng, đừng vì háo sắc mà lãng phí thời gian. Có lẽ nhờ sự tác động của anh mà con nhỏ không dám đeo bám và làm phiền thằng Bảo nữa, cho nên em cũng bớt lo. Thôi em về đi, có gì em sẽ điện thoại báo anh biết để kịp ứng phó. Thanh niên nên xem trọng sự nghiệp, đừng vì háo sắc mà lãng phí thời gian. Đúng là người cha biết quan tâm con mình ha. Vậy anh nói cũng đúng sao? Thì để cha thay con chăm sóc người yêu. Rồi đỡ cán. Đẻo mới có người mê chứ. Chuyện gì vậy dì? Dì đang rà lại danh sách khách mời đám cưới tụi con. Mệt muốn đứt hơi luôn đó. Kỳ này á, trên dưới cả ngàn người á, mà bạn bè tụi con á, dì chưa tính đó nha. Dì á, dì coi chứ mời nhiều quá, đãi chắc 3 ngày 3 đêm mới hết quá. Dì mời á, dì coi người nào thân thiết á thì mời. Có mời nhiều quá, tụi con á mà đi chào bàn không chắc cũng xỉu anh ha. Đâu có được đâu. Danh tiếng ba con cộng với các mối làm ăn lâu dài ai cũng quan trọng hết trơn à. Mình không mời, họ biết thì họ trách móc lắm á. Thôi thì lần đầu tiên gả con gái cưng, làm rình rang cũng đáng mà. À dì, con á định hưởng tuần trăng mật ở châu Âu, tại vì anh Khải thích vậy á, phải không anh? Được đó Khải, dì thấy châu Âu cổ kính lãng mạn lắm đó con. Dạ, cũng trễ rồi, xin phép bác con về. Để em đưa anh ra ha. Nè, sao dì thấy Tuấn Khải có vẻ không vui? Thì có gì đâu, chắc ảnh mệt đó mà. Ba cái vụ chụp hình quay clip này á, làm ta đuối. Mà mai mốt dì mà coi hình á, sẽ thấy chú rể mặt nhăn như khỉ ngớt vậy đó. Con gái á, sắp lấy chồng rồi, ăn nói cho đàng hoàng, đâu đó cẩn thận. Không á thì người ta nói gì không biết dạy con. Mà con có phải về làm dâu đâu mà dì phải lo. Con phải sống ở đây chứ. Làm sao mà con xa gì được, phải không dì?
Dạ, chuyện gì vậy bà chủ? Bà có thấy ai rình rập nhà mình không vậy? Dạ không, tôi không thấy ai hết. Mắt bà bây giờ nhìn không thấy gì hết trơn á, hỏi bà cũng như không à. Giờ vô chuyện món quà này cho Đăng Như. Mẹ ơi, rồi cô Đăng Như hỏi tôi biết nói của ai. Vũ à, Vũ cứ nói là của một người tốt bụng gửi tặng. Thiệt tình thấy cô vậy tôi xót xa lắm. Cứ âm thầm theo con từng bước mà không dám xưng là mẹ. Tôi nhớ lúc nhỏ Đăng Như hay gọi cô là cô tiên tốt bụng đó. Vậy cũng tốt mà Vũ. Chứ nếu như bây giờ Đăng Như biết sự thật mà không chấp nhận tôi thì lại càng đau đớn hơn chứ hả? Cô Lan à, tại vì lúc đó nó còn nhỏ, nó không biết, nó thấy vết sẹo nên sợ chết biến vậy. Chứ bây giờ nó lớn rồi, cô cứ việc nhận đi. Mình phải có quyền làm mẹ chứ. Nói thì dễ, nhưng thực tế khó có thể chấp nhận được. Giờ dù thiệt thòi cách mấy, tôi cũng có thể cam chịu được. Miễn là nhìn thấy con hạnh phúc. Bây giờ thấy Đăng Như sắp lập gia đình, tôi vui lắm Như à. Thôi, chết rồi. Thôi cô về đi. Cô vô. Cảm ơn Như, cô về nhé. Dạ. Như vào đi. Ờ, dạ. Trở vào bệnh viện lấy kết quả cho em rồi. Anh kêu em ngồi đây đợi, bởi vì trời nắng quá. Tức anh khám bệnh gì? Dạ, em khám về não. Vậy là em có vấn đề về thần kinh à? Dạ, em cũng không biết nữa. Nhưng mà em không có nhớ gì hết á. Em phải nói gì sao ta? Anh xin lỗi nha. Đáng lý ra anh không nên hỏi câu hỏi này. À không phải đâu,
Tại vì em không có biết nói thì sao về cái bệnh của em hết á. À thôi, không sao. Cũng may Mạnh là người tốt, lại chu đáo nữa. Có được một người chồng như vậy thì tức anh an tâm rồi. Ý anh nói là anh Mạnh là chồng của em á hả? Anh hiểu lầm rồi. Anh Mạnh anh không phải là chồng của em. Ủa, vậy sao? Vậy mà tôi tưởng hai người là... Tại vì anh thấy em với anh Mạnh ở chung nhà, lại còn ăn cơm chung nữa chứ gì. Thì thường là như vậy mà. Nhưng anh Mạnh á, anh không phải là chồng của em. Anh Mạnh. Anh Mạnh. Tôi tình cờ thấy Tiếp Anh ở trên đường, thật không ngờ được gặp hai người ở trên này nha. Anh ngồi đi. Anh lấy kết quả cho em rồi. Vậy em có bị sao không anh? Thì bác sĩ nói là tạm thời phải theo dõi với lại uống thuốc thường xuyên. Điều quan trọng bây giờ Tiếp Anh cần sự quan tâm chăm sóc của người thân. Có như vậy thì mới có thể nhớ lại những chuyện trước đây được. Tôi có quen với một bác sĩ chuyên khoa về tâm lý. Hay là để tôi... Không cần đâu anh. Tại vì lần sau tôi sẽ đưa Tiếp Anh lên bệnh viện tỉnh khám chứ không phải trên này nữa. Bác sĩ dặn như vậy mà. Vậy sao? Sẵn đây tôi muốn mời hai bạn đi dùng cơm. Ít khi nào mà chúng ta gặp nhau trên này mà. Thôi khỏi anh. Chắc là Tiếp Anh cũng mệt rồi phải không? Ông ấy tôi xin phép đưa Tiếp Anh ra xe để về quê cho sớm. Vậy à? Tiếc quá. Vậy khi nào tôi xuống dưới thì tôi sẽ ghé thăm hai bạn và cả Đạt nữa. Cứ vậy đi anh. Thôi mình về Tiếp Anh. Tính tiền đi. Thôi khỏi. Để tôi. Cảm ơn anh. Cô Đăng Như. Gì Vũ? Có người tặng quà cưới cho cô nè. Quà cưới? Ai mà tặng quà cưới sớm vậy Vũ? Thì người ta tranh thủ đi xa cho nên mới tặng sớm cho con nè. Ai mà còn nôn hơn cả con nữa vậy Vũ? Thì là cái cô Tiên tốt bụng đó. Cô Tiên tốt bụng? Thì cái cô Tiên mà hồi lúc con còn nhỏ đó, khi mà ông bà đi vắng rồi đó, cái cổ thường tới đây ha, cái cổ kể chuyện nè, hát cho con nghe nữa đó. Lúc nào con cũng mong cho cô Tiên xuất hiện hết á. Con nhớ ra rồi. Thì ra là có cô Tiên tốt bụng á, cô Tiên nhân hậu, cô Tiên nhỏ nhẹ, cô Tiên hay cho con kẹo ăn và hay hút con không? Đúng rồi. Từ khi con đi du học, cái cổ mất liên lạc với con. Rồi bây giờ nghe con sắp đám cưới, cho nên cổ mới tặng quà cưới cho con nè. Vậy hả Vũ? Dạ, cô Tiên tốt bụng thiệt ha. Tặng quà cho con mà lại còn tặng thiệt sớm nữa. Xong rồi ha. Thôi bây giờ Vũ đi xuống nha. Thôi Vũ đi đi. Cô Tiên tốt bụng. Cái vụ này mới à nghe. Sao không nghe nhắc tuồng gì hết trơn vậy ta? Cũng may á là mình lanh trí. Cô Tiên á thì dĩ nhiên là phải tốt bụng rồi. Dĩ nhiên á là phải hiền hậu nhỏ nhẹ rồi. Chứ ai mà hung dữ giống như mà một phù thủy kia. Nào, để coi coi. Quà gì đây ta? Trời. Vậy mà cũng nói là cô Tiên tốt bụng. Con nhiều đây mà làm gì giá trị lắm vậy? Gói quà tới mấy lớp. Thank you.
có vấn đề gì thần kinh. Dạ em muốn biết nữa nhưng mà em không có nhớ gì hết. Em phải nói gì sao ta? Anh xin lỗi nha, đã lý ra anh không nên hỏi thăm. À không phải đâu, tại vì em không có biết nói làm sao về cái bệnh của em á. Thủy cũng quái đản thiệt ha. Trên Sài Gòn á, biết bao nhiêu triệu người không gặp, đi gặp đúng cha Tuấn Khải. Không lẽ cha Tuấn Khải đi theo dõi bà Tuyết Anh hả? Nhưng mà cũng vô lý. Nó đâu biết là mày với bà Tuyết Anh lên Sài Gòn đâu mà theo dõi. Thôi, như vậy là có duyên rồi. Mà người ta nói có duyên á là khó né lắm á ngàn. Cái lúc mà mày tới á, thái độ hai người sao? Họ có nói gì không? Có phải lúc đó thằng Tuấn Khải á nhìn bả chăm chăm, còn bả thì thẹn thùng e ấp, đúng không? Như vậy là chết rồi. Như vậy là hai người đó bị tiếng sét ái tình rồi. Nhưng mà nói chứ mày cũng đừng có buồn. Bả nói đúng mà. Mày với bả đâu phải là hai vợ chồng đâu, đừng có trách, nghe không? Nhưng mà tao thấy cũng lạ nghe. Ở đây á, ai cũng nói là hai đứa bay á là hai vợ chồng. Chỉ có hai đứa bay á là biết là mình không phải là hai vợ chồng thôi. Cái đó ta gọi là có tiếng mà không có miếng á. Mày thương bả, mày cưới bả đại cho rồi đi. Mày khùng quá. Cái điều quan trọng bây giờ á là phải chữa bệnh cho Tuyết Anh kia kìa. Ở đó mà cưới xin cái gì? Tao biết. Nhưng mà mày thử nghĩ lại coi, nếu mà bả hết bệnh á, bả có chịu để cho mày cưới bả không? Không dám đâu. Còn khuya á, tao nói thiệt với mày nha, thà bả cứ như vậy đi, tao không thấy thích hơn á. Chứ bả mà trở lại bình thường á, đanh đá hung dữ, ai mà chịu cho nổi. Ê, tao có cách này nè, mà không biết mày dám làm không? Cách gì? Nhìn cái mặt mày gian lắm nha. Gian đâu, bạn bè tao giúp mày thôi. Nè, gạo đã nấu thành cơm, mày khỏi phải ngày đêm lo âu sầu não nữa. Lúc đó còn 100 thằng Tuấn Khải đứng trước mặt mày cũng không có ngán nữa. Nói chung á, tao biết tính mày quân tử, không có chấp nhận làm mấy chuyện đó đâu. Nhưng mà phải tùy cơ ứng biến. Với lại mày thương bà thật lòng mà, tính đến chuyện sống với bà lâu dài thì cái chuyện đó đâu có gì là sai trái. Cái đó là mày thương bà, mày muốn giữ bà cho riêng mình thì mày mới làm như vậy thôi. Nói tóm lại, tình yêu là phải ích kỷ. Bực nó lại đi. Đức Anh à, Đức Anh, Đức Anh ơi. Đức Anh à, em đừng nghe thằng Đạo nói bậy mà. Em biết tính nó từ trước tới giờ rồi mà, đúng không? Nó chỉ nói chơi thôi. Anh thật sự không biết nói gì với em hết. Nhưng mà anh muốn nói với em là anh không bao giờ có ý nghĩ xấu xa gì đối với em hết. Kể cả trong suy nghĩ của anh cũng vậy nữa. Em không tin anh hả? Tuyết Anh à, em nói cái gì đi chứ. Chẳng lẽ từ nhỏ tới lớn như vậy em không hiểu tính của anh sao? Anh thương em đúng không? Anh muốn cưới em làm vợ không? Anh, anh không nói gì thôi. Anh thương em, anh muốn em làm vợ của anh. Tuyết Anh, em chịu lấy anh rồi hả Tuyết Anh? Trời,
Ba mẹ ơi, con có vợ rồi. Đức Anh ơi, anh có vợ rồi, chị đã anh rồi. Ơ, đẹp ơi, đẹp, tao có vợ rồi, đẹp ơi. Làm gì cô đi làm trễ vậy? Cô quên. Ăn nói cho cẩn thận. Nói chuyện có tôn ti trật tự một chút. Đây có phải món quà Vũ Kim đưa không? Ờ. Tôi cũng đang tính hỏi bà đây. Ở đâu ra có bà tiên tốt bụng nào vậy? Bà tiên tốt bụng? Vậy bà cũng biết vụ này nữa hả? Vậy tức là con đang như hồi nhỏ, nó có chơi với một bà tiên tốt bụng nào đó và thường xuyên mò tới trò chuyện, nói chuyện bá láp bá xàm gì đó. Và hình như hai người đó rất là khăng khít và quấn quýt. Nhưng mà từ lúc con đang như nó đi du học á thì bạc tin. Bởi vì hôm nay á, nghe tin nó đám cưới nên là cầm quà tới tặng cho nó đó. Mà bà nhìn coi, cái hộp quà chừng trăm mấy ngàn chứ nhiêu. Vậy cũng kêu mà tiên tốt bụng. Chị Vũ Kim có nói tên bà tiên đó không? Không. Cô kêu Vũ Kim á, sắp xếp cho cô gặp bà tiên đó đi. Thôi, gặp làm chi? Tôi ra lệnh gặp thì gặp. Cô học có thói trả lời bao giờ vậy? Biết rồi. Chừng nào bà chịu gặp á thì tôi nói bà biết. Ui, xe xanh nè. Hết biết bà này luôn. Ăn ngon quá. Dạ, thưa má. Nè, thôi nghỉ đi, mai đánh. À, dạ, thưa má. Không cưới thì cũng theo không rồi. Về đây làm chi nữa? Dạ, thưa má. Tụi con biết là tụi con có lỗi với má. Nhưng mà thật sự Tước Anh bị bệnh cho nên là tạm thời qua nhà con ở. Chứ tụi con không có dám qua mặt má đâu. Thì tôi cũng đâu có dám nói gì đâu. Đi ra đường á, nghe đầy cái lỗ tai. Không dám ngước mặt nhìn ai hết à. Mình có con gái hư mình phải chịu chứ. Nói ra chúng chửi. Thêm nhục chứ có gì đâu. Dạ thưa má, má đừng có la Tước Anh nữa. Hôm nay con đưa vợ con qua. Dạ, thì để xin má cho con, tụi con tiến tới hôn nhân. Má vui lòng, má ưng thuận nha má. Thì tôi không có ưng thuận gì thì hai người cũng đã tính rồi, hỏi tôi làm chi nữa. Dạ, tụi con cũng đã tính toán hết rồi. Sau đám cưới tụi con sẽ chí thú làm ăn để cho nên nhà nên cửa với người ta. Với lại tụi con cũng còn lo cho má nữa chứ. Hả? Nói câu này nghe hay rồi nha. Mà tính chừng nào cưới đây? Dạ, tháng này đó má. Tụi con còn qua bên Dàm để xin ngày cưới của thầy Năm nữa. Ồ, ông thầy đó hay rồi nha. Cặp nào á mà hỏi ổng á, ở bền lắm á. Ờ, vậy là má đồng ý rồi hả má? Thì không đồng ý cũng không được nữa. Nhưng mà có nhớ nói tôi câu gì không? Dạ, cũng nhớ. Con nói là con sẽ chăm sóc và lo lắng cho Tước Anh suốt đời nha. Thì lẽ dĩ nhiên rồi.
phải chăm sóc lo lắng nó suốt đời tôi mới gả chứ. Nhưng mà còn một câu thòng sau nữa, nhớ không? Dạ, bữa con sẽ còn lo cho má nữa. Đó, câu đó hay đó. Coi như trả ơn tôi nuôi vợ cậu khôn lớn tới chừng này nè. Dạ, con cảm ơn má. Con cảm ơn má. Cho ly nước mía. Con có nhớ cô không? Cô là... À, cô Tiên tốt bụng á, phải không? Chồng con rất là đáng yêu. Ừ? Và con rất là xinh đẹp. Nha. Gặp lại con, cô cảm thấy hạnh phúc lắm. Con cũng hạnh phúc nữa đó. À, con có một câu này nè. Con muốn hỏi cô á, cô Tiên tốt bụng, cô tên gì ạ? Con cứ gọi tên cô như ngày còn nhỏ con vẫn gọi đó. Thì là cô Tiên tốt bụng chứ gì. Hồi đó cô thường hay đến kể chuyện cho con nghe, cứ ngày nào mà không đến là con lại giận. Con có nhớ không? À, dạ nhớ. À, nhưng mà cô Tiên tốt bụng á thì cũng phải có tên chứ. Cô tên gì ạ? Con thiệt là... Cho ly nước mía đi, cô uống nước mía ha. Hai cái tuổi này hạp à, cưới về rồi á, ăn nên làm ra, con cháu thì đầy đàn, gia đình hạnh phúc. Nhưng có điều này tôi thấy hơi lạ. Tại sao cô thương một người mà lấy một người khác làm vợ? Phải là người nói suông, cô biết rõ điều đó mà. Tôi chỉ muốn tặng quà đám cưới cho con gái thôi mà. Ý đồ của cô là gì tôi thừa hiểu rõ. Tôi cảnh cáo cô lần chót, tôi không muốn thấy cô xuất hiện trước mặt tôi nữa. Còn nếu không, tôi không ngần ngại biến cô thành thân tàn ma dại thêm lần nữa. Điều này đã xảy ra cách đây hơn 20 năm, cô chưa tởn hay sao? Bà ơi, tôi xin bà, xin bà hãy tha tôi một lần này nữa thôi. Thật tình,
Tôi không dám đến đây để nhận lại con gái, và không dám làm bà phiền lòng đâu. Nhưng tại vì tôi quá thương con, cho nên muốn chia sẻ một chút hạnh phúc với con thôi. Tôi làm vậy có gì là sai đâu thưa bà. Ừ. Cái sai của cô cách đây 20 năm là quá đủ. Lén lút quan hệ với chồng người khác, nhục nhã, lăng loạn. Cô nên chết đi để người khác sống tốt hơn. Tôi biết, tôi biết tôi là người có lỗi. Bà cứ nguyền rủa tôi, nhưng bà ơi, vì quá nhớ thương con, cho nên tôi mới đường đột như vậy. Chứ thật tình thì... Quý biết, cô đừng xảo trá trước mặt tôi nữa. Cô không có đủ đẳng cấp đó đâu. Tôi nói với cô, và cô phải nhớ rõ điều này. Kẻ nào làm như ý, tổn thương, thì không còn đất chung thân đâu. Dạ thưa cô chủ và cậu Hải, đây là những cái món thực đơn mà tôi chọn trong ngày cưới của hai người. Tôi cũng đã trình qua cho ông chủ xem rồi, thì cô cậu có gì căn nhận thêm không ạ? Trời ơi, bao ngư gì cá, đám cưới mà đãi người ta ăn sang vậy hả? Dạ khách mời toàn là giới thượng lưu và có địa vị, nên ông chủ căn dặn tôi đưa mấy món này vào trong thực đơn ạ. Anh thấy sao? Ủa ông Khang, mấy món này là món gì vậy? Là sao nghe nó mỹ miều vậy? Tôi Tuấn Khải đây. Đẹp nè anh Khải, Đẹp Vĩnh Long á. Anh Đẹp, anh khỏe không? Trời, khỏe mới gọi điện được chứ. Còn anh Mạnh và Tuyết Anh thì sao? Nó khỏe hơn tôi nữa. Trời, ta nói chuẩn bị đám cưới rồi, lo bù đầu bù tóc dưới đây nè. Nhìn tụi nó xà quần cũng non lắm, muốn cưới vợ lắm. Nó nghe nè, tính bữa đó rảnh xuống chơi hen. Ôi mà thôi, chắc anh ở trển bận túi bụi rồi, đâu có thời gian xuống đây. Thôi kệ, báo cho anh để anh vui với hai nó. Chừng nào sinh con rồi thôi nôi rồi xuống luôn lần cũng được. Vậy nghe, tôi góp máy à. Vì bạn mình, làm kẻ tiểu nhân cũng được có sao đâu. Kệ, vậy cho chắc ăn. Anh, món này nè, coi nè. Trời ơi, sao nước chảy quá trời vậy nè? Có ai trọng cắt dùng nước tôi đi. Khóa dùng nước đi, nó càng ngày nó càng chảy quá trời nè, ướt hết nguyên cái khu này rồi. Quá trời luôn vậy à. Phòng tôi có chuyện gì vậy mấy chị? Dạ, chào ông chủ. Cô này nè, mai mốt quá nha, cô có đi đâu á thì cô khóa nước lại dùng tôi nha. Để chảy tràn ra vậy ai mà chịu nổi. Coi như á, cái tiền nước tháng này á là cô phải trả đó, hết cho cái khu này luôn á. Già rồi mà lỏng cổng quá trời à. Dạ xin lỗi ông. Xin lỗi mọi người. Thank you.
đỏ. Anh sao vậy? Anh không khỏe hả? Anh không sao. Mấy ngày nay em thấy anh sao á? Cuộc điện thoại nãy là của ai vậy? Làm sao anh bần thần vậy? Hả? Một có chuyện gì hả? Anh không sao. Em đừng có bận tâm. Bây giờ anh đưa em về, mai mình đi chọn tiếp nha. Anh xin lỗi. Hai con đã quyết định kết hôn, vậy hai con hãy nắm tay nhau, nói lên câu ưng thuận trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Đan Như, con có đồng ý lấy Tuấn Khải làm chồng, dù lúc giàu sang cũng như lúc nghèo khó, dù lúc mạnh khỏe cũng như lúc bệnh hoạn, con có đồng ý không? Dạ, con đồng ý. Tuấn Khải, con có đồng ý lấy Đan Như làm vợ, dù lúc giàu sang cũng như lúc nghèo khó, dù lúc mạnh khỏe cũng như lúc ốm đau, con có đồng ý không? Tuấn Khải, Tuấn Khải, Tuấn Khải, không. Có lẽ bà bất ngờ lắm khi tôi vẫn còn sống và đứng trước mặt bà, đúng không? Sao bà lại quá tàn nhẫn đối với tôi vậy? Bà hại tôi, sống cũng như là chết bà cũng chưa hài lòng hay sao? Tôi không hiểu cô đang nói gì nữa. Bà đừng giả vờ. Những thủ đoạn độc ác như vậy chỉ có bà mới có thể nghĩ ra được thôi. Tại sao bà lại làm như vậy chứ? Bằng kịch mở đầu chào đón sự trở về của cô, có gì mà dám chứ không? Sắp tới còn nhiều màn kịch hay hơn nữa. Cô chuẩn bị tinh thần đi.
Ngày mai á là đám cưới Đan Như, con gái của chúng tôi. Vợ chồng chúng tôi á có nhà ý mời bà đến dự. Sự có mặt của bà đó làm cho đám cưới thêm phần náo nhiệt. Không biết bà có hứng thú đến dự không? Anh xin lỗi, anh không đến được. Anh nghĩ mình có lỗi với em. Chúng ta hãy hoãn lại buổi lễ này. Anh sẽ gặp em sau. Ta đang ở đâu vậy? Đang đứng trước cổng nhà thờ. Bằng mọi giá không cho bà ta vô được cổng nhà thờ nghe chưa? Ok.
nha chị. Nay vô rồi tự nhiên vô. Đám đám cưới. Đúng rồi, lại chung. Hôm nay mới được làm tôi. Bà lên một cái đẹp chứng. Đám cưới nhà chú Bảy không? Trời. Đám cưới nhà chú Bảy không? Trước mấy bà về đánh bài với tôi à. Cái đó mà không có là buồn lắm á, vô đầm máu rồi lên cột. Hôm nay á làm tôi ta mặc đồ có khác thấy không? Có đây. Con gái má hôm nay đẹp quá à. Phải chăm sóc tiết ăn đàng hoàng đó nha con. Dạ con hứa với má. Cái bà thấy không, hôm nay nó đẹp không? Đẹp. Hai đứa nó xứng đôi ghê vậy đó. Đức Anh à, em có sao không? Em có sao không? Như thế nào anh nói cho em biết có được không? Đến bây giờ anh cũng không biết nha, nhưng giờ chúng ta có một mối dây liên hệ nào. Ngay từ lần đầu tiên gặp em anh đã có cảm giác mà anh không thể nào lý giải được. Em cũng có cảm giác đó đúng không? Còn nhiều người quan tâm đến mày, đừng có làm chuyện dại dột. Mày mà chết rồi tao sống với ai? Mày buông tao ra. Tao không buông, có chết tao cũng không buông nữa. Mày khùng hả? Buông tao ra coi chết chóc gì ở đây. Chứ không phải mày tính ra đây tự tử hả? Tao nổi tiếng là rái cán cái vùng này mà, có chết tao chạy xong chết cũng không được được đâu. Ờ ha, mày lặn giỏi hơn tao mà. Vậy mày ra đây làm cái gì? Tao cứu con gà con. Mày tội nghiệp con gà rồi ai tội nghiệp cho mày? Chưa chắc ai tội nghiệp hơn ai nữa. Anh Mạnh, em biết, em biết bây giờ anh đang giận em lắm. Em phải nói lời xin lỗi anh cả trăm lần. Mặc dù em vẫn chưa biết mối quan hệ giữa em và anh Tuấn Khải trước đây là như thế nào, nhưng trước khi sáng tỏ mọi việc, em xin anh cho em hoãn đám cưới lại. Và sẵn đây
em xin anh cho em trở về nhà má em luôn. Em cảm ơn anh vì đã lo lắng cho em trong suốt thời gian qua. Cô chủ ơi, cô chủ mở cửa đi, dậy ăn uống cái gì đi chứ. Cô chủ ơi, cô chủ. Lại đi con gái. Anh không thương con, chứ tại sao phải đòi cưới con? Tới lúc cưới thì lại bỏ con trốn chạy đi. Đàn ông thiệt là khó hiểu. Dù có xảy ra chuyện gì, con cũng phải nghĩ tới sức khỏe của mình, phải lo cho mình trước. Ba thật sự lo lắng cho con. Con không ăn không uống, cứ nhốt mình ở trong phòng như vậy là không được. Ba ơi, bây giờ con có tiếc ăn tiếc uống gì hết trơn. Con chết mất. Con chết mất ba ơi. Nín đi con gái. Ba sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu. Nhất định bà sẽ đòi lại công bằng cho con. Dạ. Ba ơi. Cô chào bác. Cậu ngồi xuống đi. Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Con xin lỗi. Tôi không muốn nghe hai tiếng xin lỗi. Gia đình tôi là gia đình như thế nào cậu biết mà. Cậu sẽ phải hối hận vì những việc mình đã làm. Tôi cảnh cáo cậu, nếu đang như mà có mệnh hệ nào thì tương lai của cậu tôi sẽ làm cho chấm dứt từ đây. Hải Minh này nói là làm đó. Bây giờ thì lên phòng mà năn nỉ và tìm cách làm quà đi. Đừng để cho con bé nghỉ quẩn. Cô Đăng Như ơi, cô Đăng Như, mở cửa đi cô Đăng Như. Cô Tuấn Khải đến thăm mình nè. Trời ơi, sao mà im lặng đáng sợ quá à. Cậu Khải, có khi nào cô Đăng Như cũng quẩn trí rồi cô làm bậy không? Vũ còn cái chìa khóa nào khác không? Có, để Vũ đi lấy. Dạ, cảm ơn Vũ. Đăng Như ơi, anh Tuấn Khải đây. Đăng Như. Đăng Như, em có nghe anh nói không Đăng Như?
anh biết anh không đủ tư cách để xuất hiện trước mặt em. Bây giờ em có chửi anh ngàn lần, anh cũng chịu mà. Anh biết anh đã gây cho em một cú sốc quá lớn, nhưng em cũng đừng có tự dằn vặt và hành hạ mình như vậy. Anh thà để cho em chịu đau khổ một lần, còn hơn phải đau khổ suốt đời vì sống không hạnh phúc với anh. Đại Như à, em đừng có như vậy nữa. Em ra đây đi. Em ra đây, em chửi anh ngàn lần anh cũng chịu mà. Anh xin lỗi em mà. Đang Như. Anh đây. Anh hiểu. Nhìn ánh mắt của em, anh cũng hiểu được sự căm hờn oán giận đối với anh đã quá sức chịu đựng như thế nào rồi. Tội lỗi nếu anh gánh hết. Anh thành thật xin lỗi em. Anh xin lỗi. Ủa, cậu Tấn Khải, sao cậu lại bỏ về rồi? Còn cô Đinh Như. Cô chủ. Khải xuống khi nào vậy? Tôi vừa xuống tới. Anh xuống có công chuyện hả? Tôi xuống vì tiếp anh đó chứ. Tôi đã bàn với lại bác sĩ chuyên khoa cho thành kinh. Anh ấy hứa là sẽ chữa trị cho cô hết bệnh. Thiệt hả anh? Nhưng mà có tốn kém không? Anh ấy rất có tiếng trong lĩnh vực này và là bạn thân của tôi. Nên tiếp anh đừng ngại. Em cảm ơn anh nhiều ha. Nhưng mà bây giờ em phải làm sao? Bây giờ á, em phải thu xếp lên Sài Gòn tìm mình. Có thể là một thời gian dài. Vậy anh, phải lên Sài Gòn sao? Tiếp anh đừng có lo. Mọi chuyện trên đó tôi đã thu xếp hết rồi. Bây giờ á, em phải tập trung để mà chữa bệnh cho mau lành. Cậu nói thiệt hả? Cậu đem con tiếng Anh nhà tôi đi chữa bệnh thiệt hả? Dạ. Trời ơi, nếu mà đúng như vậy, nó thiệt là có phước mới gặp được cậu đó. Bác đừng có nói như vậy. Là bạn, con cũng muốn Tuyết Anh hết bệnh. Bác đừng có khách sáo quá. Tôi nói thiệt nha, không phải nịnh cậu nha. Nhìn cậu á, tôi thấy phúc hậu mà thiệt tình ghê vậy đó nha. Nếu mà cậu chữa cho con Tuyết Anh nhà tôi hết bệnh đó, cậu đúng là ân nhân của gia đình tôi đó. Mà không những con Tuyết Anh nó mang ơn cậu, mà tôi cũng là người mang ơn cậu đó. Má đừng nói vậy. Nói vậy anh Khải anh ngại lắm á. Cậu có ngại không? Ngại gì? Tôi nghĩ sao nói vậy hả? Vậy là phải mang nó đi Sài Gòn thời gian phải không cậu? Dạ, tất nhiên rồi. Phải ở đó một thời gian dài thì mới đủ điều kiện để mà chữa bệnh cho Tuyết Anh à. Sao cũng được hết. Miễn mà khi nào cậu trả nó về đây, nó hết ngu ngu ngơ ngơ là tôi mừng rồi. Thôi cậu ngồi chơi nha. Tôi mua nước đãi cậu. Dạ không cần đâu bác. Thôi mà. Nhưng em còn phải thu xếp mọi việc rồi
còn phải lo cho má nữa. Anh hiểu mà. Khi nào em sẵn sàng rồi á thì hãy lên. Em cũng muốn điều trị cho hết bệnh để biết mình là ai. Thiệt sự em rất muốn biết. Em yên tâm đi, rồi em sẽ biết điều đó mà. Cô Lan, bà có phải là người nhà của bà Lan không? Dạ phải. Cô ấy bị sao vậy? Bà ấy bị xe đụng khi băng ngang đường, tên lái xe bỏ chạy mất, người đi đường đưa vào đây. Rồi, có sao không cô? Tội nghiệp quá, thiệt là xui xẻo xích vậy đó. Bây giờ có sao cô? Hả? Chúng tôi đã chụp X quang và đang chờ kết quả. Ngoài da thì xây xác nhẹ. Dạ cảm ơn cô. Cô Lan ơi, sao mà xui xẻo quá vậy nè, tội nghiệp quá chừng đi. Mua nước ngọt á, đẩy khách thành phố xuống chơi đó hả? Nhiều chuyện. Nó xuống đó đưa Tuyết Anh nhà tôi đi Sài Gòn chữa bệnh đó bà. Dạ, sướng nha. Mẹ con nhà bà kỳ này ha, vô mánh hen. Có mấy dân tài trợ phải không? Thì tại con người ta ăn ở có đức mới được vậy chứ bộ. Trời trời, chảnh ha. Ông Trần á hả, nói qua nói lại hả, ghép tới ghép lui hả, thành rễ nhà bà nào không hay đó nha. Mối sợp mày dễ gì nhả ra. Đâu có cần đẩy qua đẩy lại, nó cũng sáp vô hả? Nhìn mặt nó là biết nó mê Tuyết Anh nhà tôi lắm rồi à. Cần gì ghét? Chứ. Ủa? Bộ nói vậy không phải sao? Ghét tỷ hả? Mạnh, dậy đi. Mạnh, người ta xuống cướp Tuyết Anh đi rồi mà mày không biết mà còn nằm mê man vậy đó hả? Mày dậy đi. Làm nhảm cái gì vậy? Tuấn Khải xuống đây hứa sẽ đưa Tuyết Anh đi Sài Gòn chữa bệnh đó. Kệ đi, mơ mơ rồi tới tao. Nhưng mà Tuyết Anh là vợ mày mà. Sợ rồi. Mày đừng vậy mà Mạnh, Tuyết Anh vẫn là của mày mà. Mày đừng có buông xuôi như vậy. Chẳng khác nào mày hai tay dâng cho người ta. Mày cam tâm nhìn Tuyết Anh đi luôn hay sao? Mày đừng có sai xưa nữa được không? Còn nước còn tát mà. Mạnh, mày tắt giùm tao cái loa phát thanh của mày có được không? Nói chuyện tào lao không? Đúng rồi đó, tao tào lao á nên tao mới lo cho mày á. Mặt xác mày đi. Tuyết Anh bỏ mày đi theo thằng đó là đúng á. Tuyết nuôi gì cho thằng như mày. Đục cái chết. Cô cứ nằm yên, đừng có cột cửa, nó đau lắm nghe không? Nè, cô bị xe đụng, người ta mới đưa cô vô đây nè. Cô nằm yên, cô nghỉ đi. Thiệt là đi đường không chịu coi trước coi sau gì hết, để cho xe nó đụng như vậy, không có ai lo cho mình, không có thân nhân, thì khổ quá. Mình phải coi chừng kỹ lưỡng nữa chứ cô. Du ơi, hả? Không phải là tôi bị tai nạn đâu Du. Chứ sao? Mà chính người ta đã hãm hại tôi. Hãm hại? Ai mà ác dữ dằn vậy kìa. Bà như ý, chỉ có bà ấy thôi. Chỉ có bà ấy hãm hại tôi Du. Thôi. Nè. Cô bình tĩnh đi. Nè, cô nói như vậy mà có đúng sự thật nghe không? Chính là bà ta. Chỉ có bà ta thôi Du à. Bà ta nói với cô như vậy. Cô bình tĩnh, đừng có xúc động quá. Bây giờ cô hãy lên công an, cô trình bày hết sự thật để cho người ta xử. Đâu có bằng chứng mà tố cáo hả Du? Mà cũng không ai dám đứng ra làm chứng đâu Du à. Nhưng mà nếu không thưa bà ta
bà ta còn làm những cái chuyện chuyện tác tệ hơn nữa kìa. Trời ơi, tôi rành cái bà đó, bà độc ác quá mà. Con người này một khi đã dám làm chuyện gì thì đã có thể sắp xếp hết tất cả mọi thứ, không dạy gì mà để lại dấu vết đâu chú. Chẳng những không thừa được mà làm cho bà ta điên cuồng và thêm tàn nhẫn. Bây giờ thật ra là bà muốn gì? Bà ta muốn tôi rời khỏi nơi này dịch chuyện. Tuyết Anh đưa tôi tới đây được rồi, trời nắng lắm. Không có sao đâu anh. Anh lặn lội từ trên Sài Gòn xuống dưới này để em đưa ra đón xe cũng là phải phép mà. Khi nào thu xếp xong á thì em điện thoại cho anh, anh xuống đón em. Dạ, em cảm ơn anh trước. Có gì đâu mà cảm ơn, bạn bè với nhau thôi mà. Nếu mà tôi giúp được gì trong khả năng của tôi sẽ giúp mà. Dạ, thiệt lòng em thấy áy náy quá. Làm cho anh phải từ lặn lội từ trên Sài Gòn á xuống dưới này vì em. Bạn của tôi là bác sĩ chuyên khoa, nên tôi nghĩ là sẽ chữa được bệnh cho Tuyết Anh, nên thuận tiện thôi mà. Ở dưới này không có cái gì làm quà, chỉ có bưởi là ngon nhất. Anh đem lên Sài Gòn ăn lấy thảo ha. Cảm ơn Tuyết Anh nha. Thôi, mình phải về ha. Đi nghe. Cô Đăng Như. Tuấn Khải đâu rồi? Dạ, cậu Khải xuống Vĩnh Long rồi. Đi xa vậy? Đi công tác hay gì? Dạ, cái đó tôi cũng không rành nữa. Vậy mấy lần đi xa là đều là đi Vĩnh Long hết á hả? Dạ, dạ đúng vậy đó. Dạ, mời cô vào chơi. Thôi khỏi, tôi đi về. Dạ. Mà nếu anh Tuấn Khải có hỏi á, dạ, thì nói tôi không có tới đây nha. Dạ, dạ. Ngày mai em đi Sài Gòn chữa bệnh rồi hả? Dạ. Vậy chị gửi em tiền công tháng này nha. Dạ, mà chị đã trừ ra mấy ngày trong tháng mà em nghỉ chưa? Thôi khỏi đi, chị cho em luôn đó. Chị có để thêm để cho mẹ em lên đó em xài. Lên trên đó rồi á, cái gì cũng tiền hết em à. Dạ, em cảm ơn chị. Mà chị đã tìm người thay thế em chưa? Thôi thôi, chị chờ em về. Chị em mình làm quen tính quen nết rồi, bây giờ tìm đâu ra người giúp việc giống như em. Thôi em ráng, em lo em chữa bệnh rồi em về em làm tiếp cho chị nghe. Dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm. Mà em... Trời ơi, lo chữa bệnh đi, đừng có suy nghĩ gì nhiều quá. Chị tin rằng á em sẽ hết bệnh thôi. Dạ. Mà đi theo tôi. Chuyện gì vậy anh Đạt? Chị Thư, cho em buồn bã chút xíu nha. Thấy chưa, từ lúc bà bỏ đám cưới đi nó không còn thiết tha cái gì nữa hết. Công việc thì bỏ bê, suốt ngày say xỉn, có bữa nó vừa uống vừa khóc nữa đó. Thật sự bây giờ nó không muốn tỉnh lại, tại vì nó không muốn nhớ gì hết. Nó đã trở thành một con người khác rồi, nó không còn là thằng Mạnh hồi xưa nữa.
Lỗi là do em. Nếu không vì em thì anh Mạnh sẽ không ra nông nổi này. Người ta đi rồi thì để cho người ta đi đi. Em thiệt là đáng trách. Rồi còn cái chuyện thằng cha Tuấn Khải quay về đây đòi dắt bà đi chữa bệnh ở Sài Gòn nữa, cái tin đó làm cho nó gục tại chỗ y như là cái chuối bị người ta chặt vậy đó. Thật tình mà nói thì nó bị người ta đâm sau lưng một nhát chí mạng. Ai nói với anh chuyện này? Tôi với ai? Mà thí dụ như tôi không nói thì nó cũng biết à. Cả xóm này ai cũng biết vậy mà. Nhưng em đi chữa bệnh có gì là sai? Em cũng muốn chữa hết bệnh để biết mình là ai mà anh. Anh Khải tốt bụng chứ cũng đâu có gì là xấu đâu anh. Ừ, thì không có ai xấu hết á, không có ai sai hết á. Chỉ có mình thằng Mạnh đó là càng ngày càng chết héo thôi. Bà, không chừng tôi mua cho nó cái hòm sẵn. Anh... Vậy chứ bây giờ anh biểu em phải làm sao bây giờ? Em nói, anh có chịu nghe không? Thôi nha, bà mà nói bây giờ là chẳng khác nào châm dầu vô lửa đó. Với lại, không chừng giờ nó mà gặp bà là nó phần phần nổi giận lên luôn á. Thì đó, tính anh Mạnh bọc trực anh cũng biết mà. Bà biết tính nó vậy sao bà còn làm nó khổ? Chơi với nhau từ nhỏ rồi bà còn làm cho nó tổn thương nữa. Mà quên, bà có nhớ gì đâu, nói với bà cũng như không. Người anh luôn đây, người anh luôn đây. Ê, tôi có cách rồi, đi theo tôi đi. Mà ông lắm, này bằng ông lắm, lấy cho em đi. Thôi, đừng có làm bậy. Mình chưa chọc mà nó bay xuống nó chết rồi. Để về rủ Mạnh ra. Thôi, để Mạnh ra chuẩn bị nó lấy hết còn gì nữa. Để nó hay lục lọi chỗ này lắm. Để nói là không được, là không được. Thôi đi mà. Ừ, nè, có cái cây nè. Anh lấy anh chọc lên, có gì khó đâu. Nếu mà em làm được á hả? Em đã làm từ lâu rồi, không cần nữa. Để nó không được, da như dễ rách thôi. Vậy anh có làm không? Không. Không làm để em làm, anh trai đầu nhát họ đế vậy. Ê, 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 không có làm. Không làm bậy. Tôi làm cho, chú xích ra đi. Tôi chọt nó rớt xuống á, rồi chạy nghe chưa. Mày uống viên thuốc này vô cho đỡ sốt. Ừ, chú Bi nói tí qua khám cho mày liền. Mày làm gì nhìn tao lom lom vậy? Tại nó chứ ai. Một hai cứ bắt tao phải chọt cái tổ ong đó. Để tại sợ tụi thằng Biển nó xí trước. Tao nó không làm mà nó cứ lải nhải liếc cơ tay. Ủa vậy Tuyết Anh kêu mày ăn trước mày có ăn không? Nè, mày nói tao ăn gì thì mày ăn cái đó. Thật ra thằng Mạnh nó biết hết á, nhưng mà nó nói với tôi á, thà nó bị đau chứ nó không để cho bà bị đâu. Hai đứa đi đâu chơi có bắt được con cá hay hái trái gì chín nó cũng đều đem về cho bà hết. Lúc nào ở đâu nó cũng nhớ đến bà. Riết rồi tôi cảm thấy ganh tị với bà luôn. Thật sự em không nghĩ là anh Mạnh lại thương em nhiều đến vậy. Nhiều khi tôi nghĩ nó có thể bất chấp mạng sống vì bà. Thí dụ như bây giờ ba má nó mà rớt xuống sông
Tôi dám bảo đảm với bà là nó nhảy xuống nó cứu bà trước rồi mới cứu ba má. Sao anh lại nói như vậy? Anh Mạnh, anh mồ côi mà. Thì chính vì nó mồ côi cha, mồ côi mẹ, cho nên bao nhiêu tình cảm nó dành hết cho bà. Cái đêm mà sáng mai nó làm đám cưới với bà, nó nói với tôi là đẹp. Ráng tao thử một cái coi tao có nằm mơ không đẹp. Nó cưới được bà, nó mừng như là ông nội nó sống dậy. Cái thằng thiệt khờ hết sức. Tôi cũng mong là bà nhớ là tất cả. Ủa, sao hồi trưa con không về? Cơm nước gì chưa? Sao ướt vậy? Đi vô nhà thay đồ coi chừng bệnh đó con. Má sắp quần áo hết cho con rồi nè. Nhưng mà lên Sài Gòn chưa chắc đã sử dụng hết đâu. Mà không sao đâu, có gì nói với cậu Khải á, sắm thêm cho con mấy bộ đồ mới. Má tính vậy nè, thời gian đầu má lên đó với con, cái chừng nào con hết bệnh cái má về. Có má hay lắm đó nha. Con thấy sao? Trời trời, con này sao kỳ vậy trời? Được đi Sài Gòn mà mặt nó giống đưa đám vậy. Thôi kệ nó, mừng quá phát hùng luôn rồi. Mà nó không phát rồ lên là may lắm rồi. Trời ơi, cái áo này chắc để nhà quá hả? Mang lên đó mặt người ta cười chết. Con gái, con nói với cậu Khải sắm đồ cho con á, sắm cho má vài bộ nha. Con gái, sáng rồi, dậy nhanh nhanh lên. Chút nữa cậu Khải đón má con mình đi đó. Dậy đi con, chút nữa cậu Khải đón hai má con mình đi Sài Gòn đó. Ủa, con sao vậy? Ôi trời ơi, sao kỳ vậy? Sao nóng vậy? Chết rồi, nó sốt rồi. Vậy là dầm mưa rồi. Hư ghê vậy đó. Biết ngày mai đi Sài Gòn, hôm qua còn để cho dầm mưa cho bị sốt vậy nữa. Trời ơi, vậy rồi tính sao đây? Cậu Khải xuống đây rồi nói sao với người ta đi? Người ta đâu có chờ mình nữa. Ráng dậy đi con. Đi, ráng dậy nha, sáng rồi. Ráng nha. Trời ơi. Nha, cố gắng dậy đi con. Vũ à, cảm ơn Vũ. Tôi không ăn nữa đâu chứ. Sắp tới cô định ra làm sao? Tôi cũng chưa biết nữa. Nhưng chắc có lẽ phải đi thật xa khỏi cái đất Sài Gòn này. Chỉ có như vậy mới mong được yên thân thôi Vũ. Dạ. Cô định đi đâu? Đi đâu cũng được, miễn là có thể sống được bình yên. Như vậy thì cô liệu có sống bình yên khi xa con gái không? Vũ ơi, trước khi đi xa, tôi có một ước nguyện là được gặp con gái. Vũ có thể giúp tôi được không? Tôi biết là bà ta đáng sợ lắm. Nhưng Vũ ơi, Vũ phải tìm mọi cách Vũ giúp giùm ngay Vũ. Tôi đội ơn Vũ dữ lắm. Đang Như, thật ra... Đang Như làm sao?
có chuyện gì xảy ra với nó phải không chú? Phải không chú? Là chuyện lớn đến như vậy, sao đến giờ này chú mới nói? Cô ấy sao vụ đám cưới không thành, cô đâm ra buồn bực quạ quọ lắm. Tội nghiệp, tội nghiệp cho con gái tôi. Nhưng sau này tánh tình của Đan Như thay đổi nhiều, cô ấy không còn như trước, cái tính cái nết lắm. Thay đổi sao hả chú? Tôi không biết nói sao nữa, nhưng mà khác trước lắm. Cũng phải thôi, ngần ấy tuổi đầu trải qua bao nhiêu biến cố trong đời, bây giờ chuyện hôn nhân của nó bị trục trặc, chắc là nó đang buồn và khổ sở lắm. Làm sao mà nó có thể chịu đựng được hả chú? Thôi bây giờ tôi ráng giúp cô một lần nữa, cô muốn chừng nào gặp để tôi về nói lại. Hay là thôi chú ơi, tôi suy nghĩ lại rồi, có lẽ là tôi sẽ không gặp con nữa đâu. Vậy cô không muốn gặp Đan Như lần cuối trước khi đi sao? Thôi Vũ, nó đã chịu nhiều khổ sở quá rồi, bây giờ tôi không muốn vì tôi mà nó lại đau khổ hơn nữa. Có lẽ là tôi sẽ không gặp nó. Nhanh lên con, để chút nữa mà nó tới chưa xong nó giận nó bỏ về đó. Làm gì thì làm, hôm nay cũng phải lên trên đó chữa bệnh một lần cho nó xong. Ồ, mới nhắc cái cậu tới rồi kìa. Dạ con chào bác. Cậu Khải, cậu mới tới. Được anh. Xong rồi, chờ chút nha, lẹ lắm. Dạ không sao đâu bác, bác cứ từ từ đi, tại con xuống hơi sớm một chút. Được anh, em không được khỏe hả? Đâu, đâu có gì đâu. Tại hôm qua nó thức khuya hơi mệt à, có gì đâu. Chút xíu à, xong liền giờ. Rồi, xong rồi. Thôi đi con ơi, lẹ lên. Đi, đi con. Nha. Ê, sao vậy? Chuyện anh. Chuyện anh. Em sao vậy? Chuyện anh. Ủa, sao vậy nè? Em có sao không? Hả? Sao vậy? Chuyện anh. Kim. Dạ. Dưới đi đâu về vậy? Dạ, dạ, dạ tôi đi thăm người bệnh. Ai bị bệnh vậy Vũ? Dạ, có người bà con ở dưới quê lên á. Ờ, họ bị sao vậy Vũ? Mà bộ không có ai sao Vũ cứ đi thăm họ hoài gì? Dạ bị xe đụng á, rồi ở trên này không có bà con gì hết trơn á. Vậy hả? Tội nghiệp họ quá ha. À, khi nào Vũ đi thăm họ nữa, Vũ nói tôi gửi chút tiền để cho họ nha. Cứ coi như mình làm phúc tích đức vậy mà. Dạ, dạ cảm ơn bà chủ. Dạ, dạ. Bệnh viện nào? Tuyết Anh, con tỉnh lại rồi hả? Khỏe chưa con? Con khỏe chưa? Má, má vào trong cho con nói chuyện với anh Tuấn Khải một chút nghe má.
quá. Thôi được rồi, nói ít ít từ nha hôn, dưỡng sức đi nha con. Anh Tuấn Khải, em thấy trong người sao rồi? Nếu như em không khỏe thì bữa khác anh xuống rước em cũng được. Em biết là anh tốt bụng với em, nhưng cả đêm qua em đã suy nghĩ em sẽ không đi Sài Gòn nữa. Sao vậy em? Em biết em nói ra điều này là sẽ phụ lòng anh, nhưng em đã quyết định rồi, mong anh đừng làm em khó xử. Anh có thể biết được lý do không? Em cũng không biết nói sao cho anh hiểu nữa. Bây giờ em chỉ biết làm theo những gì con tim mình mách bảo thôi. Em nghĩ em làm như vậy là đúng, mong anh thông cảm cho em. Anh hiểu. Có lẽ anh vì quá sốt ruột khẩn trương mà không nghĩ tới cảm nhận của em. Thôi, em nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều quá. Anh về nghe. Tốt quá rồi, mày nói sẵn thể không? Nó giận quá nó về luôn, nó không xuống đây nữa đó. Cơ hội này đâu phải ai cũng có. Mày nhìn lại coi, có ai tốt như nó không? Mày điên quá à. Tao không hiểu mày làm cái gì nữa đó. Má, con biết con đang làm gì mà má. Trời ơi, ai mà chơi kỳ quá vậy nè? Ăn ở sao mới bị vậy thôi. Anh Đạt. Gì? Anh biết ai phá xe tôi không? Sao mà chơi kỳ quá vậy? Trời đất ơi, bây giờ mày còn dương đôi mắt ngu ngơ lên hỏi tại sao hả? Không những mày đóng kịch hay thiệt đó nha, giống y chang đứa con nít đi ăn cắp giặt á, rồi dương cũng bắt ra nó láo. Anh nói cái gì vậy? Tôi đang hỏi anh là tại sao người ta lại phá xe tôi? Thì ta đang nói chuyện này nè. Mà tại vì chắc mày ở trển á, cho nên mày không có hiểu mấy cái chuyện ở dưới đâu. Thật sự á, có nhiều chuyện á, mình nghĩ là không có gì, nhưng thật sự là có gì đó. Nói thiệt, tôi không hiểu anh nói cái gì cả. Ủa? Tao tưởng những lời văn chương bóng bẫy đó hợp với mày chứ. Nhiều khi tao nói tao còn không hiểu tao nói gì nữa. Giờ tao nói thẳng cho mày hiểu nè. Mày nghĩ sao vậy? Mày nghĩ sao mà đem nguyên chiếc xe hơi bóng lộn xuống dưới này chở vợ người ta đi? Hả? Mày có biết làm như vậy á, làm cho thằng Mạnh nó đau khổ không? Mày làm như vậy á, có nghĩa là mày đang chia rẽ quê hương. Mày ngang nhiên chiếm đoạt vợ của người khác. Cũng may nha, cũng may tao với thằng Mạnh chưa cắt má đồng thời với mày á. Nếu không á, tao thiệt là xấu hổ khi mà có thằng bạn như mày á. Rồi mày nói đi, thằng Mạnh làm sao mà dám ra đường mà ăn nói với ai chứ? Anh Đạt à, thực sự là tôi không có cố ý làm cho anh Mạnh tổn thương đâu. Sự việc này á, là ngoài mục đích là chữa cho Tuyết Anh hết bệnh. Mà cho dù khó đi khám bệnh đi chăng nữa, mày cũng đâu cần đem chiếc xe hơi bự chà bá xuống đây đâu. À, tính dằn mặt ai vậy? Cái này là mày cố tình chứ không phải là vô tình. Mặc dù tao ít học thiệt, nhưng mà tao hiểu đạo lý, cái gì phải, cái gì trái. Bộ mày tưởng tao không có tình cảm với Tuyết Anh hả? Bạn bè chơi với nhau từ hồi nhỏ lận, phải có tình cảm chứ. Nhưng mà tao thề nè, tao thề thà tao ế độ, chứ tao không bao giờ mang tiếng là cướp vợ bạn. Anh gì? Thì tao thí dụ cho mày dễ hiểu á. Còn cái chuyện tao ế độ mày đừng có để ý làm gì. Tôi hiểu những gì mà anh nói. Thật sự là tôi cũng cần phải coi lại mình.
và để ý tới cảm nhận của người khác. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao tới giờ chót mà Tuyết Anh là từ chối không lên Sài Gòn chữa bệnh. Cái gì? Tuyết Anh? Cô ấy đã nói ra quyết định của mình. Cô ấy thà là mất luôn trí nhớ, không biết mình là ai, để không làm trái với lương tâm. Nó nói như vậy có nghĩa là Tuyết Anh không chịu đi khám bệnh. Sao có chuyện trái ngược vậy ta? Từ đó giờ bà mơ ước được chữa hết bệnh để biết mình là ai mà. Sao tự nhiên bỏ qua cơ hội tốt vậy? Chết cha. Như vậy là mình trách lầm bà Chằng rồi. Trách lầm luôn thằng Khải nữa. Phải về báo cho thằng Mạnh biết mới được. Em sẽ không đi Sài Gòn nữa. Sao vậy? Bây giờ em chỉ biết làm theo những gì con tim mình bắt bảo thôi. Anh nghĩ anh làm như vậy là được. Mày nghĩ sao mà đem nguyên cái sạc hơi bóng lộn xuống dưới đây chở vợ người ta đi à? Mày có biết làm như vậy á làm cho thằng Mạnh nó đau khổ không? Anh tha cho anh đó nha. Bởi vì anh biết lỗi và biết cách xoa dịu nỗi đau của người ta, cho nên là tha cho anh đó. Bây giờ muốn đi đâu? Mình sẽ đi ăn và tối đi ba. Anh á phải dẫn em đi mấy ngày mấy đêm luôn á mới bù đắp lại được những gì anh gây ra cho em á. Ok. Anh à, em ước một điều. Điều gì? Em á, em ước một ngày đẹp trời nào đó anh cầm hoa và một chiếc nhẫn kim cương quỳ xuống chân em và nói với em rằng anh cầu hôn em. Lúc đó em sẽ bỏ qua hết tất cả mọi chuyện và chấp nhận lời cầu hôn của anh. Đơn giản vậy thôi sao? Ừ, đơn giản gì đó mà anh có làm đâu. Nếu như em muốn anh sẽ làm ngay thôi mà. Tiền không? Em nhất định sẽ chờ đợi ngày đó. Yêu anh quá đi. Sao vậy? Làm gì vậy? Kỳ không? Tao hung mà hả? Không có phản ứng gì hết. Phản ứng? Trời ơi, phải anh không vậy? Gì đâu mà cứ trơ trơ ra, không có cảm xúc gì hết. Nè, anh đang có chuyện gì phải không?
công việc hay là chuyện riêng? Không phải anh có người con gái khác rồi phải không? Đừng nói vậy mà. Em nói cho anh biết nha, nếu anh mà có một người con gái khác á, em sẽ chết trước mặt anh cho anh biết. Đừng có nói như vậy. Nói vậy á mà anh còn không nghe kìa, cứ bơ bơ ra giống như là không có yêu em gì hết. Thôi mà em, tâm trạng của anh không tốt, em đừng có như vậy mà. Nhưng em á, em cần anh quan tâm và chăm sóc. Anh làm vậy hả, em tủi thân lắm. Người ta nói á, yêu nhau á là phải hiểu nhau, nhưng mà dường như em á, em có hiểu là anh cần gì và muốn gì nữa. Anh còn không hiểu được mình đang muốn gì nữa kìa. Anh nói gì là sao? Thôi, bữa nay mình đi ăn món Nhật kìa. Vì anh Khải và em có mối quan hệ gì? Anh không sợ là khi em nhớ lại được thì có những chuyện không mong muốn sẽ xảy ra sao? Anh không nghĩ rằng điều đó sẽ làm anh mất em vĩnh viễn sao? Con này quyết định của em làm em dục với một cơ hội tốt để tạo thiệt thòi về mình. Nhưng em xét thấy mà là em làm như vậy mà chọn tình chọn nghĩa hơn. Em có ai gì đó không quan trọng. Em tưởng đâu tới em cũng không quan tâm. Điều mà em nghĩ là thật lòng em không muốn làm tổn thương đến ai nữa. Anh và anh Khải là hai người tốt, em không muốn trong hai anh có một người vì em mà phải đau khổ.